Nhân dịp Phật đản Phật lịch 2566 Dương lịch 2022, chiều ngày 8 tháng 5 năm 2022, Chùa Quán Thế Âm, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn đã tổ chức chương trình tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày Phật đản sanh. Qua sự vận động của Đại đức Thích Pháp Trí, trụ trì chùa Quán Thế Âm, các nhà hảo tâm cũng như đạo hữu chùa Quán Thế Âm đã đóng góp bằng những tấm lòng từ bi hướng đến những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Gần 150 phần quà được tặng đến bà con, bao gồm mì, dầu và phong bì, tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Đại diện chính quyền, ông Lê Đình Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Điện Nam Trung đã có lời tri ân đến sự quan tâm của chùa Quán Thế Âm. Nhân đây, ông cũng kính chúc thầy trụ trì và bà con Phật tử mùa Phật đản an lạc. Tối cùng ngày, Đại đức trụ trì cùng Phật tử bổn tự trang nghiêm lễ khai kinh mừng ngày Phật đản sanh.